Lần đầu tiên tới nhà đại gia. Ông khoảng 15 chiếc xe. Những chiếc xe rồi. Thấy đắt tiền không? Mấy chiếc này không biết giá bao nhiêu chứ chắc cũng mấy trăm. Một cái circle là xe của đại gia, tan là xe hạng tốt hết, Mercedes. Xe có ông anh này và bị cướp hôm qua nó lấy rồi, cảnh sát nó la lại đổi màu luôn đó. Đổi màu luôn đó, từ xe màu gray mà về nó sơn màu đen liền. Thằng mẹ mới 27 tuổi đi ăn trộm xe. Để đâu mà nó cướp? Đâu cho mất nha. À. Nhà của mình luôn. À. Đừng không, đừng một người Mỹ trắng nữa. À hả? Nộp mà xe lên. À. Đừng về này kia. Từ đầu kia là đạp xe đạp. Rồi bay qua xe mình. Trời. Mình bắt đầu. Nó bỏ xe đạp bay qua xe anh. Ừ, nó sắp đâu kỹ anh là. Bắt đầu cái gara mình nó còn mở. À hả? Mình gom sạch cái cưa, cái cây á. À hả? Mình đừng về này. Mới định liền hả? Đạp hết lục ra tới mình luôn. Ừ. Bắt đầu mình nhẹ một bên vậy. Cái chiếc chạy quá mình mới cứ mày đó. Ừ. Mình thọc quá luôn. À. Cứ mơ má. À. Có ông Mỹ chẳng đó, ông chạy ra ngoài qua đâu cũng la lên. Trời. Ông la lên. La lên nó được xong một cái là bị chốc. Rồi chạy lúc một tiếng. Ừ. Quay cảnh sát đấy. Quay tới. Quay tới làm không giỏi làm cả thứ rồi. Cái xin nhảy lên làm vút chỉ xe đạp lại. Mình có đồng lại hết. À. Rồi ta tới lại thuộc lại đồ các thứ. Rồi xong cái anh biết không? Anh lấy chiếc xe đi. À. Sạc về thông kỹ á. Thì cảnh sát đã tìm ra hả? Thấy cũng nhìn hay lắm, xung quanh Mỹ. Ừ. Gái còn chiếc xe màu đỏ. Ừ. Mà rồi cái thằng mẹ đó là mấy người chúng xóm nhìn hẳn hay đạp xe trong trong. À, thằng mẹ? Ừ, mẹ 27 tuổi á. Ờ. Rồi bắt đầu kể họ tới họ giúp mình á, người việc chuột trợ giúp á. Ừ. Xong vậy là sáng ngày hôm qua là 8 giờ rưỡi. Sáng nay chồng chồng gọi. À hả? Xe mẹ toát được rồi. À. Tôi đưa thằng này đi tù rồi. Rồi. Vì khi cảnh sát có hỏi mình câu là nếu các bạn được thả đi tù là do mày. Rồi. Cho nó đi tù luôn chứ. Cho đi tù luôn chứ còn lái vặn rồi sao? Dạ. Yeah. Rồi xong cái em được một ghế chứ. Về. Một ngày thôi làm thấy lắm. Về cái là sớm lại chiếc xe nào rồi. Đó sớm. Về cái xe màu đây nè. Đó. Từ màu đó chuyển qua màu đen. Đừng có thử giảm không? Ừ. Ông xe quá trời, Mercedes không? Anh chưa gặp ông hả? Chưa, ông kêu em đây lên đi bắt camera cho ông này. Đó, ông chú này, cái nhà ông đây. Nhà ông 3-4 gian luôn này. Anh ở đâu rồi? Cái nhà đây em cũng bắt camera này. Nhà đây cũng bắt camera, nhà bên kia nữa này. À, anh báo cả camera hết luôn sao? Sao? Tức là camera của anh luôn hả? Không, camera của ông mua rồi. Còn của anh là thì sao? Nếu của em thì cái giá em biết em anh muốn bắt không? Thì bắt nhà heo. Nhà heo muốn bắt mấy cái? Ví dụ mình bắt 4 cái thì giá khác hả? 4 cái giá khác thì tất rồi, nhiên. Ví dụ mình bắt 2 cái thì bao nhiêu? Và loại rẻ thương đó mình bắt để mà quan sát của phía. Ừ. Anh muốn bắt 2 cái thôi. Nhà heo bắt anh lít 4 cái chứ bắt gì có 2 rồi, cái. 4 cái. Ở 4 cái 1.100 anh, tiền công từ nhà 1 tầng ở nhà. Thì nhà thương thôi, nhỏ thôi. Ừ. 4 cái tiền công với tiền mấy ngàn mốt. Em làm cho văn phòng bác sĩ anh biết không? Văn phòng cả 10 người làm ở trong mà xe đậu ở ngoài mà cái thằng Mỹ nó tới nó riu nó lấy bình xăng á. Nó riu lỗ rồi nó hút xăng ra đó. Mấy con vậy anh? Thôi mấy con mấy thằng cháu vậy? Đây 4. Bên kia mấy nữa? 2. Ồ mẹ. À. Giờ dầu cũng sướng không? Anh có cái dốt đâu mà anh có cái dốt đẻ quá, thằng khê chó luôn. Một ngày cho ăn mấy lần? 2 lần. Chỉ tới cho ăn chó thôi. Cho chó cho chó ăn thôi. Mà cái nhà nó rộng.
cái nhà ở bên kia là nó cái đám đất nó là 75.000 quay phít. Ghê, 75.000 quay phít. Đám đất ở đây chắc cũng không đấy luôn. Dạ, cảm thấy không an toàn, bắt camera đi. Bác sợ nhiều người bác. Ừ. Bác 4 cái được rồi. Cái túi của tôi không? Xảy ra là chưa ai muốn bắt. Bắt camera đi.